3, 6, 3. Full nội thất. Mày làm thông minh nên nó để cái máy giặt ở trong. Đây cái này anh đang ở hả? Cái này thì anh đó ảnh ở ảnh đang công tác ở ngoài Hà Nội, hôm bữa anh đang công tác ở Nam á. Thì lâu anh cuối tuần anh hay bay vào, anh ở một ngày xong anh lại đi. Rồi cái này bán nhiêu? Cái này cũng đang kêu giá 2.7 rồi. Mình làm cái bếp của mình sáng hơn. Dạ, cái này nó không có nóc. 2.7. Dạ. Ok.